Nếu bây giờ quý khách hàng mà cần tìm một mẫu xe Vios đời cao tầm 2015-2016 thì hãy liên hệ ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Vì hiện tại bây giờ em đang sẵn một chiếc xe Vios đời cao đời 2016 số sàn mà giá chào bán chỉ có 365 triệu mà là bản e xịn cho em. Nước sơn thì màu đồng cực đẹp cho em này. Mặt ga lăng thì vừa rồi em mở lên em chưa đóng lại nên nhìn nó hơi bị hở, chứ tí em ấn xuống nó sẽ rất là khít luôn. Đường dập lồi các bác nhìn cho em cực kỳ sắc nét luôn. Vios đến đời 2014 thì đã là phiên bản form dáng mới rồi, nên tất nhiên là 2016 thì em nó cũng sẽ là một cái form dáng mới đẹp luôn. Thiết kế cực kỳ sang. Nói chung là nếu nói về Vios thì các bác sẽ nghĩ ngay đến chất lượng của em nó đúng không ạ? Tiết kiệm nhiên liệu, giá thành thì không hề bị giảm sút. Đèn gầm đầy đủ cho em. Và bật mí một chút nữa là em này nó là một chiếc xe Vios máy trắng bản to đẹp cho em nhé. Nên là giá của em nó mới là 365 triệu, chứ nếu như mà máy đen thì nó không đến cái giá này. 365 triệu bản e xịn, đời 2016 số sàn, trang bị động cơ là 1.5, xi nhan trên gương, la răng thể thao đẹp. Hơi bẩn một chút vì xe vừa mới về. Quay luôn. Phanh ABS chống bó cứng cho em, form dáng mới rồi. Nếu như là 2014 thì sẽ là form dáng cũ. Còn lên 2016 sẽ là form dáng mới cho em rồi. Xe để em bao kết, cam kết là zin toàn xe luôn, không đâm xô, không ngập nước. Xe tư nhân nên các bác cứ yên tâm thôi. Riêng cái phần này ấy, nó là thiết kế giả da nhá. Nhìn thì các bác cứ nghĩ là nó là da, nhưng thực chất là nó giả da nhá, không là ngựa cứng đấy. Nhưng làm những cái đường chỉ lên xuống như thế này nhìn rất là đẹp mắt luôn. Từng đường chỉ bên táp ly cũng vậy luôn, giả da cho em nhé. Móc khóa cửa đây, đồng nhất với cái màu của táp ly. Nội thất bên trong cũng vậy luôn, cực kỳ sạch đẹp cho em. Túi khí an toàn đây các bác này, khi mà không may xảy ra sự cố, không may thôi, không ai mong muốn, nhưng có cái túi khí an toàn rất là an toàn luôn. Nó sẽ bung ra để bảo vệ người ngồi. Hộp để đồ cực kỳ to bản này, sấy sưởi kính đáy gió cho ngoài. Với form dáng 2016 này thì thay đổi rồi, cụm đồng hồ thay đổi nhá, Toyota đây. Điều hòa thì mát căng cho em luôn. Túi khí an toàn được trang bị ở trên vô lăng cũng như là ghế phụ này, đồng hồ đây nhá. Nói chung chiếc xe này là xe tư nhân nên nó chạy ít lắm. Để mua được một chiếc xe không qua taxi dịch vụ mà là dòng Vios thì rất là hiếm luôn. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Đèn trần hoạt động như bình thường này. Trần lỉ zin nhưng mà thêm cho em nào cái ly lông bọc như thế này. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Củ số đây, cho em nhìn cho em củ số này. Áo da cực kỳ đẹp luôn, tay phanh cũng vậy luôn, ghế da đẹp căng rồi. 365 triệu. Em sẽ đứng ra riêng như này cho khách hàng nhà mình xem được form dáng của em nó này. Quá là xuất sắc luôn. Ốp mạ chrome cao cấp trên tay lắm cửa, gương kính này, máy số này, da. Nói chung là em bao zin toàn xe cho chiếc xe này. Đây ạ, từng con ốc nhỏ nhất nhá. Táp ly thì đẹp căng cho em luôn. 4 quả loa to bảng trang bị ở 4 cánh cửa này. Chìa khóa đây, chìa khóa của em nó đây. Ghế da đây, hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi luôn. Móc khóa cửa đẹp sáng choang. 2016 mà xe zin như thế này rất là hiếm khi mà khách hàng nhà mình sở hữu được một chiếc xe Vios tư nhân, một tư nhân nhá, tư nhân cho em. Đi cực kỳ êm này. Máy là máy trắng nên là nó sẽ giá nó sẽ khác hơn so với nhiều dòng máy khác nhá. Đây, bấm này. Quá đó các bác nhớ chưa? Cốp xe thì bản với cái bản là sedan thì cốp xe đây, các bác nhìn cho em, cốp xe cực kỳ to bản luôn. Nói chung là hơi lười một chút, nếu như em rửa lên thì nó rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn, nhưng vì em hơi lười. Quay một ngày bao nhiêu video xong livestream tiếp khách nên là cứ xe về phát thực tế như thế nào. Em cũng muốn để khách hàng nhà mình nhìn thấy luôn. Đây, máng nước các bác nhìn cho em này. Cốp xe bản sedan này, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên cho em. Sàn bệ thì cực kỳ sạch sẽ này. Đây này các bác nhìn là máng thoát nước đây, nốt bấm đinh tán đầy đủ cho em nhé. Kể cả là đây, thảm chống nóng giảm nhiệt còn đầy đủ này. Keo chỉ zin nắp capo. Nói chung là xuất sắc đi. Nếu như một chiếc xe Vios bản e xịn mà máy trắng to đẹp mà các bác còn không ưng nữa thì hẹn các bác vào chiếc khác thôi. Chứ chiếc này thì đẹp thật sự, bác là thiện chí và yêu thích nhá. Vios tầm giờ đi này. Mở nha, em sẽ mở ra, các bác nhìn gương kính này. Em mở phát là gương kính nó tự động nó sẽ mở ra ngay. Đó,
Đó, gương kính thì cụp chỉnh auto. Cụm đèn hậu phía sau đây ạ. Thiết kế to bản, ăn hơi loe loe hút vào trong nắp cốp và cực kỳ sắc nét cho em. Tất cả những đường dập lồi này. Đấy, cụm đèn hậu tôi cũng thiết kế form 2016 là cũng khác rồi. Nó cũng khác rồi. Bốn bánh thì đều là phanh ABS chống bó cứng. Nếu như với form dáng cũ thì chỉ là hai bánh thôi. Thì sang form dáng mới là bốn bánh rồi. Nói chung là nó sẽ an toàn hơn. Đây, em phải đóng cửa rồi. Em phải đóng cửa rồi. Đó. Ghế da để đẹp căng căng nhìn cho em này. Táp ly đây. Chốt móc khóa trẻ nhỏ thông minh trên cánh cửa đây ạ. 365 triệu đời 2016 số sàn. Động cơ trang bị là 1.5. Bản này là bản lắp ráp Vios lắp ráp mà. Các bác có thể mở cốp xe bằng cách là ấn vào đây, móc cái này lên sẽ là mở cốp xe, hoặc là dùng chìa khóa trực tiếp luôn. Zin toàn xe, gương kính thì auto, chỉ cần bấm khóa cửa thôi là gương kính nó tự động cụp vào cho mình luôn. Để em xem em này chạy chuẩn là bao nhiêu cây mét, bao nhiêu order là bao nhiêu này. Bạn một phát là lên luôn này. Ôi, điều hòa lên phát mát luôn. Điều hòa rất mát này. Chạy chuẩn order là 11 order nhá. 11 vạn. Đấy là không có tour tiếc gì đâu. Làm việc với em là không có chuyện tour. Đi nhiều thì phải là đi nhiều. Với những dòng xe mà đã qua một chút Grab thì làm sao mà tránh được đi nhiều. Còn tư nhân thì ăn may mình sẽ vớ được chiếc xe tư nhân thì nó sẽ đi ít hơn. Quan trọng là máy móc bên em đã kiểm tra kỹ cho khách hàng của mình rồi. Xin nhan trên gương này. Phanh ABS na răng thể thao, bó cứng đầy đủ cả bốn bánh. Giá chào bán là 365 triệu. Bây giờ em sẽ mở khoang động cơ máy móc lên. Nhìn phát vào máy trắng là các bác yêu luôn. Ôi dồi ôi, lắp cabo nó nặng. Thân vỏ chắc chắn nên là thiết kế cái lắp cabo cũng nặng hơn bình thường các bạn. Đây ạ. Máy trắng to cho em nhá. Vios máy trắng nhá các bác này. Phải hình dung này, động cơ máy trắng nó sẽ khác với động cơ của máy đen. Ụ giảm chấn giảm sóc này. Nút bấm tinh tán còn đẹp cho em. Đẹp căng luôn. Để em kê cái điện thoại lên đây. Em sẽ chống cái này lên, một tay khó quay. Đây ạ, máy trắng to đẹp cho em. Vios 2016 số sàn 365 triệu. Ụ giảm chấn giảm sóc này, tai đèn này, gầm bệ cực kỳ sạch sẽ luôn. Và là Vios máy trắng. Quen luôn khách hàng nhà mình lắp cabo nhá. Đường keo chỉ zin lắp cabo này. Lốp cắt của nhà sản xuất đây ạ. Kể cả cái thảm này nhá, chống nóng này, giảm nhiệt, giảm tiếng ồn còn nguyên cho em. Máng nước hai bên còn nguyên, lốp dập đinh tán ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Vios đời 2016 số sàn. Động cơ trang bị là 1.5. Động cơ trang bị là 1.5. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe Vios này thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Và địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, để những bác nào có thể tiện đến chạy thử và cảm nhận xe nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vios 2016 e xịn 365 triệu.